loài động vật nào có nhiều răng nhất? A. Cá sấu. B. Cá mập. Hay C. Cá heo. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loài động vật nào có mặt ở cả Bắc và Nam bán cầu? A. Gấu trắng. B. Cá voi. Hay C. Chim cánh cụt. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loài động vật nào có nhiều xương sườn nhất? Loài cá sấu, loài rắn hay loài hươu cao cổ? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loài ếch nhái thở bằng bộ phận nào của cơ thể? Bằng phổi, bằng da hay bằng cả phổi và da? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loại gia cầm người miền Nam gọi là vịt xiêm, người miền Bắc gọi là gì? A. Vịt bầu. B. Vịt cỏ. Hay C. Ngan. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loài giun hấp thu oxy, hô hấp bằng bộ phận nào thuộc cơ thể chúng? A. Phổi. B. Da. Hay C. Mang. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loại khí nào làm tăng hiệu ứng nhà kính trên trái đất? A. Khí mê tan CH4. B. Khí carbonic CO2. Hay C. Cả hai loại khí trên? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loại khí nào chiếm đến 78% thể tích không khí? A. Khí xenon. B. Khí nitơ. C. Khí hydro. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loại khí nào dưới đây có tác dụng bảo vệ trái đất khỏi sự tàn phá của tia tử ngoại? A.
khí oxy, B, khí nitơ hay C, khí ozone? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loại máy nào sau đây sử dụng sóng điện từ tần số cao để nấu nướng thức ăn? A. Lò nướng dùng dây máy so. B. Lò nướng vi ba. Hay C. Lò nướng bằng bếp ga? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta.